Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Kiến thức pháp luật của Luật Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các giấy tờ cần chuẩn bị khi muốn thành lập công ty. Thành lập công ty là bước đầu tiên khi một hoặc một nhóm người muốn khởi nghiệp. Như người ta thường nói, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Để công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, trước hết, bạn hãy chuẩn bị thật đầy đủ để mở công ty thật nhanh chóng và chính xác nhé. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp. Đối với mỗi loại hình công ty khác nhau, sẽ có mẫu giấy khác nhau. Các bạn có thể tham khảo mẫu đề nghị thành lập doanh nghiệp cho các loại hình công ty mà Luật Việt Nam đã ghim ở phía bên dưới video. Các mẫu này được quy định tại Thông tư 01 năm 2021 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Các bạn tải về, điền đầy đủ thông tin nhé. Giấy tờ thứ hai cần chuẩn bị khi muốn thành lập công ty là điều lệ công ty. Điều lệ quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng cho sự vận hành của công ty. Theo Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều lệ công ty bao gồm điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động. Ở phạm vi video này, chúng ta đang đề cập đến điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp. Điều lệ công ty không có một biểu mẫu chung bắt buộc nào. Mỗi công ty có thể tự xây dựng điều lệ riêng cho công ty mình. Tuy nhiên, điều lệ vẫn cần có một số nội dung chủ yếu như tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện nếu có, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, tổng số cổ phần, họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên công ty, thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ, nguyên tắc phân chia lợi nhuận, v.v. Giấy tờ thứ ba cần có là danh sách thành viên. Đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hoặc danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Những giấy tờ này có ý nghĩa giúp Sở Kế hoạch Đầu tư biết công ty này có những ai, họ là tổ chức hay cá nhân, mỗi người góp bao nhiêu phần trăm vốn. Giấy tờ thứ tư cần chuẩn bị khi thành lập công ty là bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cá nhân là thành viên hay cổ đông sáng lập công ty. Nếu thành viên là tổ chức thì phải có bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó cho một cá nhân, đồng thời cung cấp thêm bản sao chứng thực giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền đó. Nếu là nhà đầu tư nước ngoài thì phải có bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cuối cùng, nếu bạn là thành viên hoặc cổ đông công ty trực tiếp đi làm thủ tục đăng ký công ty thì không phát sinh giấy tờ thứ 5, nhưng nếu nhờ người khác đi nộp hồ sơ hộ thì cần có giấy ủy quyền. Giấy này hiện nay không cần công chứng, chứng thực. Trên đây là 5 loại giấy tờ cần chuẩn bị nếu muốn đăng ký thành lập công ty trong nước. Sau khi có tất cả các giấy tờ này, thành viên công ty tự mình hoặc ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, nơi đặt trụ sở chính của công ty hoặc nộp hồ sơ online tại trang web đăngkikinhdoanh.gov.vn. Bạn lưu ý rằng, hiện nay, tại một số thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Sở chỉ tiếp nhận hồ sơ qua mạng mà không tiếp nhận đối với người nộp hồ sơ trực tiếp. Bạn lưu ý kỹ điều này để không mất công đi lại quá nhiều. Nếu những thông tin trên hữu ích với bạn, đừng ngần ngại, hãy đăng ký kênh Luật Việt Nam để chúng tôi có động lực cập nhật nhanh, chuẩn những thông tin mới nhất về pháp luật.